Sau khi đưa tin Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước có hành vi không chấp hành kiểm tra tại chốt kiểm dịch, rất nhiều người dân đã bày tỏ sự bức xúc đối với hành động của người này. Mới đây, theo nguồn tin ghi nhận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản tự thấy xấu hổ nên đã viết thư tay xin lỗi người dân, xin lỗi cử tri và đồng thời xin từ chức. Ngày 14 tháng 4, đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước xác nhận ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản là nhân vật chính trong video không chấp hành tại chốt kiểm dịch COVID-19, đã viết tâm thư xin lỗi và xin từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng thời xin thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đầu bức thư tay dài 2 trang, ông Thanh khẳng định, sự việc xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 4 tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở thị xã Bình Long là do bộc phát, nóng nảy của bản thân, không xuất phát từ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Đồng thời, với lời lẽ chân thành, ông Lưu Văn Thanh xin lỗi cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội. Với việc từ chức, ông Thanh cũng nói sẽ chấp hành mọi hình thức xử lý, kỷ luật của cấp có thẩm quyền. Ông Thanh cũng tự đánh giá, tôi nhận thấy không còn xứng đáng là người đại biểu dân cử. Một lần nữa, bản thân tôi xin cúi đầu nhận lỗi. Xin hứa sau này dù có làm bất cứ công việc gì, tôi cũng sẽ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa, Bí thư huyện ủy Hớn Quản cho biết, đã nắm bắt được thông tin về bức thư xin lỗi của ông Thanh. Tuy nhiên, việc xem xét xử lý trách nhiệm của ông Thanh hiện vẫn đang được cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước xem xét. Đó là chỉ đạo của ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo. Có những cái trường hợp nào chỉ gì chỉ vậy? Chủ đừng có vỗ bàn ở đây. Tôi vỗ bàn chứ không vỗ gì. Mới tôi hay là đi người ta làm việc. Một phút nóng giận nhưng mà cũng có thể dẫn đến những hậu quả về sau. Hy vọng đây sẽ là một bài học cho tất cả chúng ta về sự kiềm chế, bình tĩnh hơn. Còn bạn nghĩ như thế nào về lời xin lỗi của ông Thanh? Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiễu động gió đông đang hoạt động ở Tây Nguyên và Nam Bộ có thể sẽ gây mưa lớn và dông lốc nguy hiểm trong vài ngày sắp tới cho hai khu vực này. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ hôm nay đến 16 tháng 4, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong chiều nay ngày 14 tháng 4, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông ở các tỉnh dọc biên giới như Bình Phước, Tây Ninh. Có nơi mưa vừa, mưa to và có thể mở rộng sang khu vực lân cận khác như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp. Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, những cơn mưa này sẽ tốt cho cây trồng do các phản ứng hóa học trên cao tạo ra các chất tương tự như phân đạm, ure. Ngoài ra, ông cũng khuyến cáo người dân không tích trữ nước sinh hoạt vì nước mưa sau thời gian nắng hạn chứa chất ô nhiễm có thể gây dị ứng da. Ngoài ra, trẻ em nên hạn chế tắm mưa do dông sét nguy hiểm. Hiện nay đang là giai đoạn chuyển mùa của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Vì thế, quý vị khi ra đường cần hết sức lưu ý với các hiện tượng thời tiết như dông lốc, sấm chớp và gió giật mạnh.